Sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết vừa hoàn tất bàn giao đối tượng Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 2002, trú tại đường Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng, cho công an Hải Phòng tiếp tục điều tra và xử lý. Trước đó, đối tượng Hà có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Lào và bị lực lượng chức năng Lào phát hiện. Đồn công an cửa khẩu quốc tế Den Savan, tỉnh Savanakhet, Lào đã bàn giao đối tượng cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đơn vị đã tiến hành tiếp nhận đối tượng và lập biên bản vi phạm hành chính. Quá trình điều tra xác minh thì đồn biên phòng phát hiện đối tượng Hà đang có quyết định truy nã của công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao cho công an Hải Phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.